Ok. Không nữa, không nữa. Bắt đầu sẽ dốc thì chen dốc thôi. Được à? Zoom nó ra, đúng. Cho lấy máy ảnh cho chụp đi. Nguyên nhé, xong chưa? Ok, quá đẹp, đó, nhìn thấy chưa? Rồi, cái hổng đó. Cháu giữ nguyên, cố gắng hợp tác với chú một tí nhé nhé. Đổ xương như lớp cát thế này. Chết đi. Thử đi bé này, ghép hai đơn vị xương đủ được một đơn vị trà đủ đó, cũng thấm tháp này. Cho cái xương ấy nữa, xương là... hết chưa? Rồi đủ. Ok. Xong rồi.